bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản và sự đồng hành của Dopamin. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với hai cặp đôi ngày hôm nay, xem họ có cùng đi chung một con đường không nha quý vị. Cặp đôi đầu tiên, thả màn xuống. Anh đã chuẩn bị cho cuộc hôn nhân gì chưa? Dạ em cũng gọi với ba mẹ nói nha. Ba mẹ ở nhà chuẩn bị rạp trước đi. Và bây giờ chúng ta mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào bạn. Dạ. Bạn chị tên là gì? Dạ em tên là Phú Mỹ. Phú Mỹ? Dạ. Mỹ năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 30. 30? Dạ. Ôi trời ơi, quá trẻ luôn, mình chỉ đoán bạn tầm khoảng 25, 26 tuổi thôi. Cảm ơn chị. Thiệt mà. Hiện giờ Mỹ đang làm công việc ở đâu? Công ty hóa dược hợp tác. Rồi, bây giờ mình đợi bạn nam của mình ra nha. Dạ. Xin mời bạn trai. Chào anh. Mời anh ngồi. Áo đỏ hợp với ghế lắm á. Anh tên là gì? Em cũng tự giới thiệu, tên là Tấn Hưng, tại làm bên thiết kế nội thất. Em nay là 31 tuổi rồi anh. Vậy trước tiên thì mình hãy giới thiệu về mình trước. Bạn thấy mình có những ưu điểm gì? Em thì em thấy vui tươi, hay dí dỏm, hay giỡn. Nhờ vậy bạn mới trẻ lâu đó. Còn khuyết điểm của mình là gì nè? Khuyết điểm em hả? Thì chắc là nhỏ con. Nhỏ con đâu phải là khuyết điểm đâu. Nhỏ con mình dễ thương, mình trẻ mà. Cái này cũng hay quên. Cũng hay bị buồn. Rồi thường bạn bày là ai dẹp? Dạ thì cũng mình dẹp luôn. Tự bày tự dẹp thì đâu có sao. Tưởng là bạn bày bạn bắt người khác dẹp kìa. Thật sự khuyết điểm nó cũng không có lớn đâu bạn ơi. Đúng rồi. Còn dạ, bên anh trai này 31 tuổi rồi ha. Dạ. Anh có vạch ra một kế hoạch nào đó nếu mà chọn được một bạn đường như vậy thì chúng ta sẽ định kết hôn luôn không? Dạ định kết hôn luôn chứ anh. Em tính là 30 tuổi á là mới đồng cưới vợ, nhưng tới đó mình chững chạc rồi. Nhưng mà em tìm từ 30 tới 31 nay mà hai gần 2 năm rồi mà chưa có được. Anh đã chuẩn bị cho cuộc hôn nhân gì chưa? Dạ em cũng gọi về ba mẹ nói nha, ba mẹ ở nhà chuẩn bị rạp trước đi. Ủa đã tới đây là gọi ba mẹ rồi hả? Dạ không, ý là tính từ 30 tuổi là bắt đầu sẽ tìm vợ là chắc chắn là phải cưới, tìm hiểu nó hợp nhau là thì mình cưới liền. Chứ ba mẹ năm nào cũng hối à, con ơi dắt con dâu về cho ba mẹ xem mặt. Chứ không, năm nay mà không dắt gì nữa là ba mẹ ép gả luôn. Nhưng mà ba mẹ bạn có đặt ra cái tiêu chuẩn gì ở người con dâu không? Dạ ba mẹ ở quê thì thích đồng hương cùng quê hay là cùng tuổi cho nó hợp nha. Ba mẹ không thích đi xa, lớn tuổi rồi. Quê anh là ở đâu? Dạ em ở miền Trung, Bình Định. Bình Định đó hả? Wow. Ở tại Quy Nhơn không? Dạ cũng gần đó. Còn hỏi Tường hỏi Mỹ nè. Dạ. Bạn muốn cái người bạn trai của mình là cái người như thế nào? Nếu mà lý tưởng thì chín chắn, chín chắn, hài hước, dí dỏm, là không gia trưởng, với lại biết thương vợ con, chiều chuộng một tí. Chiều chuộng một tí. Dạ. Những cái điểm nào bạn không thích ở người bạn trai của mình? Dạ hút thuốc. Anh ơi anh có hút thuốc không? Dạ không hút thuốc mà cũng được, không được. Uống rượu à. Được được. Dạ. Được. Anh nãy nghe cô kia đưa ra tiêu chuẩn, anh có tiêu chuẩn đủ chưa? Dạ. Anh có thương vợ không? Chiều chuộng vợ không? Người chung chắc thương vợ dữ lắm. Nhưng mà chung thương vợ. Nhìn chung là người Nam nhìn riêng vợ. Sao anh? Nói gì đụng chạm người miền Nam nha. Dạ, người Nam thương vợ, sợ vợ. Anh có khuyết điểm gì không? Vô tâm nè ha. Cha này nặng rồi nha. Vô tâm là mệt rồi nha. Dạ, đúng rồi chị. Mình hơi xấu một tí, giống như là mặt phụ huynh nhưng mà tâm hồn rất là xinh, vui còn vui. Không có xấu đâu, tự nhiên khiêm tốn thôi. Rồi, ưu điểm của mình là gì? Hiền nè. Như nãy em nói là không uống thuốc, không uống rượu. Giống như là cũng không gái gú vậy á. Trung thủy rồi. Trung thủy ha. Không gái gú mà có thích con gái không? Rồi có thích con gái không? Chị. Chào anh. Dạ thích. Chị xinh quá. Cảm ơn anh, đó cũng biết khen gái xinh kìa. Mà không thích gái gú là sao? Chúng mình yêu một người thôi. Dạ. Mà nó nghe nè, anh vô tâm mà bên đây là người ta muốn cái người chồng là phải là chiều chuộng quan tâm đến bạn gái mà anh vô tâm vậy là làm sao? Dạ bây giờ mình muốn kiếm vợ mình phải thay đổi cái quan điểm của mình. Đúng rồi. Mình phải chăm sóc chiều chuộng lại chứ mà vô tâm như nữa là chắc tế luôn. Tế luôn á. Rồi anh có cái sở trường gì không? Tài năng tài lẻ gì không? Em thì Bình Định biết đánh võ hả? Dạ không anh. Không hả? Chứ biết làm gì? Thì hài thì em thích giống như là Hoài Linh á, còn cải lương thích Vũ Linh. Biết hát cải lương không? Dạ chắc châm hát một đoạn. Rồi hát. Nhà trời khán giả vô tay một cái em nói vỗ tay.
honey. Do you know I love you and miss you so much? Night after night I cannot sleep so well. You leaving me because of money. I do know I who have nothing. I just love you by my heart, my soul. I don't know what to do. No car, no job, no money, no home. I will die very soon. Honey, come back, you can save my life. Anh Quyền Linh mà hiểu gì tôi chết liền. Cho anh hiểu đi, sao anh chế ra, đâu ra anh chế ra vụ này vậy? Bài này quen lắm rồi. Vậy á hả? Cái bài này là nhiều người hát tiếng Anh lắm rồi. Thành ra anh nghe cũng quen rồi. Có điều anh không hiểu thôi. Em đã nói em không hiểu rồi mà con. Rồi, để tôi coi mặt ở đây luôn. Biết mà em nghe sao em nổi hết da gà hết trơn á. Sao lại nổi da gà là do sao? Ủa gì giật mình vậy hả? Anh qua phải báo trước kìa chứ. Em qua bất ngờ chứ. Em nổi da gà gì hay hay là ấn tượng hay em không biết nữa. Nổi da gà là được rồi đúng không? Chưa chắc không. Trời ơi, cái gì mà nổi da gà dữ vậy? Nhiều khi sợ cũng nổi da gà đó. Sợ cũng nổi da gà hả? Sao sợ? Nhưng mà cảm nghe giác... sợ nghe ống vậy đó. Dễ thương mà, anh dễ thương lắm. Bây giờ em nghe chàng trai kia nói cảm giác làm sao? Dạ thấy cũng được. Cũng được rồi sao? Dạ chưa biết, anh mới cảm nhận ban đầu thì thấy cũng tạm tạm được. Tạm tạm đúng không? Dạ. Rồi, kéo màn lên. Hai phút trò chuyện và nhìn thẳng vào mắt nhau nhá. Hai dạ. Phút bắt đầu. Chào anh. Không, ai cũng có quà chứ. Dạ em có chút quà gửi cho anh. Năm này là tập phần cho các bạn gửi anh. Hỏi gì em về anh Hương? Hỏi em nè, đừng hỏi anh Quyền Linh. Ừ đó. Em có thích anh không? Thích cái gì của anh? Anh thích anh không á? Thích anh không hả? À, mới gặp anh lần đầu là sao em trả lời được câu đó? Hồi nãy mình nghe nói bạn mình tên Phú Mỹ hả? Dạ. Mình Phú Mỹ Hưng luôn là hợp luôn. Ủa anh tên Hưng hả? Dạ. Vậy là anh cũng góp được 1/3 cổ phần. Em quê đâu? Dạ em ở thành phố luôn. Năm nay em có thích đi chơi xa không? Xa là cỡ Bình Định đó hả anh? Chắc vậy. Dạ để coi, chắc cũng được. Cũng được hả? Dạ thì nếu như mà tiến tới được thì Bình Định là chuyện nhỏ. Em cười có duyên đó ha, xinh. Cảm ơn anh. Thôi cảm nhận về nhau sao? Thấy rung rung tim rung. Bình thường tim anh cũng rung mà. Dạ, anh gặp gái là rung nha. Nãy anh gặp chị Cát Tường cũng rung mà. Dạ rung, nổi da gà hết. Vậy gái nào cũng giống nhau hết trơn hả? Hả? Dạ. Sao anh bắt trước em vậy? Mình ngồi đối diện gần nhau quá thì nó có cảm xúc, nó có... Ở sao hai người này khoái nổi da gà? Sao cười? Dạ tại em không biết nói gì hơn nữa. Nhìn ảnh đi. Tại vì ảnh nhìn em đấm đúa em xạo quá à. Anh nhìn anh. Nhìn anh trời. Nhìn anh đấm đuối nó mệt à. Dạ, còn 30 giây thôi nè, nó còn câu gì nữa nói lại đi. Sao hãy nhìn thẳng vào mắt nhau bạn, nhìn thẳng vào mắt nhau nè bạn nữ. Sao em quyết định sao em? Quyết định gì anh? Sau 2 phút này em quyết định sao? Hả hồi phân giải anh, lấy anh sẽ nhìn màn hình anh biết. Hết thời gian. Rồi chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Suy nghĩ thật kỹ. 2 mới có thứ hai là anh hồi hộp quá rồi hả? Sao mà mới thứ hai mà anh bấm nút rồi anh? Dạ cơ hội là đến mình bấm liền cho đẹp. Nhưng mà ở đây là quy định là bấm sớm là coi như cũng phạm luật. Dạ bấm lại được chị. Phạm luật rồi còn lại nữa, phạm luật là loại khỏi cuộc chơi. Cơ hội chỉ đến một lần thôi anh. Em có mở cơ hội cho anh không? Người ta bấm rồi kìa. Dạ. Thì cảm xúc của anh hiện giờ thấy thế nào? Vẫn còn rung như thường. Rung như thường ha. Dạ. À, thôi thì bây giờ Cát Tường xin trân trọng thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn một cái cặp vé đi xem phim. Yeah. Và hy vọng rằng đây sẽ là cái cơ hội đầu tiên mà chương trình muốn gửi cho hai bạn để hai bạn có dịp hẹn hò với nhau. Trong lúc đi coi phim, nhân tiện thấy được là tỏ tình luôn.
nha. Dạ. Chị vẽ đường cho Hương chạy chứ không sao, chị bà Mai mà em. Không vẽ thì Hương cũng tự chạy. Một lần nữa chúc hai bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho bản thân mình. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Hai bạn nắm tay đi xuống đi. Nắm tay nhau, nắm tay nhau xuống. À, con qua. Em có chút quà nhỏ em gửi cho. Rồi, cảm ơn bạn Quyền Linh. Đây bánh em tự làm nha. Cái này bạn làm bánh hả? Bánh tự làm, cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, hai bạn có thể nắm tay. Thầy bói. Nó chỉ vui thôi, ví dụ như là nhìn anh Quyền Linh nè, em có thể đoán là anh có vợ. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ đến ngay với cặp đôi thứ hai. Hả Mang? Rồi, xin mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh. Bạn tên là gì? À, dạ, mình giới thiệu mình tên là Hoàng. Hoàng, dạ, làm công việc gì? À, hiện tại mình đang công tác tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên môn của bạn? À, nói về chuyên môn á, thì nói tới ba cái. Thứ nhất á, là mình làm thầy thuốc, thứ hai là thầy giáo và thứ ba là thầy bói. Bao nhiêu tuổi rồi anh? Dạ, em năm nay là 27 tuổi ạ. À, 27 tuổi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Mời bạn. Chào bạn, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Hoàng Anh ạ. Hoàng Anh, dạ. Hoàng Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Em 25 tuổi ạ. 25, mình kia 27 ha. Hoàng Anh đang công tác ở đâu? À, em làm nhân viên hành chính của công ty xây dựng ở Cát Lái ạ. Cát Lái? Dạ. À, ủa, quê mình ở đâu bạn? À, quê em ở ngoài Thái Bình. À, thế trong chỗ mình làm việc không có bạn trai nào để ý đến mình sao? Chắc là do em không cảm thấy là có cảm xúc. Không cảm thấy có cảm xúc. Thế từ xưa giờ bạn đã có cảm xúc với ai chưa? À, là có. Có hai người nhưng mà em chỉ dừng mức độ thích thôi. Có nghĩa là chưa có một người nào thật sự là bạn trai của bạn hết hả? Dạ, có một ạ. Một người. Nhưng mà người đó là giống như là một người bạn thân rất là lâu năm của em. Thì giống như tình cảm em xuất phát thì cái gì đó nó phải trở nên thân thiết rồi em mới có cảm xúc. À, thế bây giờ chương trình tìm được cho bạn, giới thiệu được cho bạn một người bạn trai vừa ý thì bao nhiêu lâu thì bạn mới có thể có cảm xúc để mà tiến đến cái gì xa hơn? Em nghĩ là theo tính của em thì em chỉ nghĩ là có cảm thấy nể phục họ, nể phục người đó rồi chắc là tiến tới hôn nhân luôn. Tiến tới hôn nhân luôn? Wow, bao nhiêu lâu thì sẽ tiến tới hôn nhân luôn? Em nghĩ là nếu tìm hiểu trong vòng khoảng 5 tháng là đủ rồi. À, anh bên kia nghe không? Anh làm sao bên đây mà người ta nể phục là 5 tháng là tiến tới hôn nhân luôn? Anh làm thầy già, tức là anh dạy trong trường Đại học Y Dược luôn. Dạ đúng ạ. Rồi thầy thuốc. Dạ, đi khám chữa bệnh. Khám chữa bệnh luôn. Dạ. Rồi thầy bói. Bói chỉ là phụ thôi anh. Bói bài hay bói tâm linh hay bói chỉ tay hay bói chỉ chân? Nó chỉ vui thôi, ví dụ như là nhìn anh Huyền Linh nè. Ở Huyền Linh nè. Là em có thể đoán là anh có vợ rồi. Trời ơi. Bây giờ bạn đoán chừng nào tôi có chồng nè? Sắp rồi chị. Sắp là chừng nào? Sắp thôi chứ cũng không biết bao lâu nữa. Bói mà. Bác sĩ là chuyên khoa của anh là gì? Chuyên ngành của em là truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới. Tức là sốt rét này kia đó hả? Dạ, Ebola chẳng hạn. Ebola được hả? Dạ, HIV/AIDS vân vân. 27 tuổi mà giỏi ha. Sao tôi nghi nổ quá, chứ thời nay tôi thấy giỏi đâu trời. Nghi nổ à? Không, cái này là hên chị ơi, chứ không phải nổ. Phải không? Của anh trong trường Đại học Y Dược thì rất là nhiều cô sinh viên ra vào hàng ngày rất là nhiều. Đó. Không lẽ không tìm được mối tình ở đó mà đến sân chơi này? Tại vì khi mà em đến trường thì em chỉ dạy thôi, và học trò là học trò. Còn khi khám chữa bệnh là bệnh nhân lại bệnh nhân, mình đâu có ý nghĩa gì khác đâu. Không lẽ anh có thời gian để tìm hiểu một người nào đó? Thì hồi trước thì em cũng có tìm hiểu, nhưng mà sau đó thì cũng hết. Cũng có nhiều cái lý do, nhưng mà được một cái là những cái bạn mà em đã từng quen á, sau khi chia tay với em xong người ta có gia đình hết trơn. Cho nên là em được bạn bè hay nói là cứ ai mà ế cứ giới thiệu cho anh Hoàng. Xong. Ưu điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em là hình như là em hay cười. Em hơi cá tính một chút. Cá tính là sao? Nghĩa là thích những cái gì liên quan hoạt động. Sở thích của bạn sở là gì? Sở thích là những gì liên quan cảm giác mạnh. Ví dụ? Ví dụ như là thích du lịch, thích nhảy. Du lịch chứ nhảy có gì đâu cảm giác mạnh. Những trò chơi mạo hiểm và tìm hiểu và những thứ linh tinh. Linh tinh là cái gì? Em tìm hiểu vấn đề về cuộc sống, hôn nhân và gia đình. Cái đó sao gọi là linh tinh bạn? Ở đây là tốt. Tốt? Tốt. Ví dụ như anh tìm hiểu cái gì? Tất cả mọi thứ luôn liên quan đến lĩnh vực cảm xúc lẫn chuyện vợ chồng luôn.
có nghĩa là chuyện gối chăn của vợ chồng luôn đúng không? Dạ. Và em bắt đầu có sở thích này từ lúc nào? Không phải là sở thích mà do em có rất nhiều anh là anh trai nên là rất là hay tò mò tất cả cuộc sống đời tư của các anh là em rất là hay hỏi. Rồi khi mà bạn hỏi thì mấy anh trai của bạn có giải thích cho bạn hiểu không? Các anh rất là nhiệt tình hay kể cho em. Bởi anh các anh cũng nói là em là con gái thì nên biết thì tốt hơn. Thế cụ thể là bạn tìm hiểu được những gì rồi? Có gì đâu, bây giờ thời buổi hiện đại mà mình biết cái gì mình nói mình chia sẻ với mọi người thôi. Thì đây chắc cũng coi là cái điểm em là em khá là nhát. Nhát là sao nữa? Nhát là không rất là hay ngượng. Thích tìm hiểu chuyện trai gái mà hay ngượng. Vậy là lúc tìm hiểu là cái gì là trong phòng đóng cửa lại đắp mền coi mình thì à. Không rủ thêm bạn nữa, bạn thơ ở cùng phòng với em. Bạn trai hay bạn gái? Tất nhiên bạn gái thôi chị. Ồ, thế anh bạn bữa nãy giờ nghe sở thích bên đây chưa? Dạ nghe chị. Đây bác sĩ mà thấy hỏi sao, cái chuyện sĩ? Đó bình thường. Bây giờ á, anh hỏi cụ thể em luôn nè. Em chị tìm hiểu chuyện trước đêm tân hôn đúng không? Dạ, và sau tân hôn. Sau tân hôn luôn? Dạ. Em thấy có điều gì thú vị không? Thấy rất là nhiều trường hợp. Theo em là chúng ta có nên sống thử với nhau không? Theo em nghĩ thì nếu mình ở phương trời Tây thì nên. Còn ở Việt Nam thì không nên. Tại sao? Em nghĩ là không nên, thật sự. Hay là em lạc hậu quá? Có thể em là con người hơi truyền thống. Bởi vì em rất là coi trọng cái gì đó gọi là cảm xúc. Về mặt cảm xúc em muốn tìm hiểu để em nghĩ người chồng của mình xứng đáng được nhận những điều hạnh phúc mà mình mình tìm hiểu để mình trang bị cho mình những cái kiến thức. Dạ. Đấy. Tốt. Sao? Bây giờ có lẽ là hai người nên gặp mặt đi. Để mình nói qua nói lại hoài cũng chưa hiểu nhau. Nhìn nhau nói chuyện dễ hơn, bác sĩ thoải mái rồi đúng không? Dạ chào bác sĩ. Dạ chào chị. Bác sĩ có hay tìm hiểu mấy chuyện của trai gái trước khi kết hôn không? Cái này là em được dạy và bây giờ em còn đi dạy lại nữa mà. Dạy lại luôn? Dạ đúng rồi. Bác sĩ mà mấy cái đó phải học chứ. Nhưng mà đều dạy học cho ai? Học kỹ luôn á chị. Hả? Dạy cho sinh dạy viên. Dạy cho sinh viên. Ai muốn tư vấn thì cứ hỏi, mình cũng có thể giải thích cho người ta. Mốt bạn dạy cho anh Quyền Linh được không? Dạ không dám chị. Sao vậy? Dạ không dám là không dám. Bạn có thích sống thử trước hôn nhân không? Em cũng đồng ý với bạn nữ bên đó. Thì mình là truyền thống Á Đông mà. Thì cái chuyện sống thử thì nó cũng không nên lắm. Bây giờ tóm lại bác sĩ muốn lấy vợ chưa? Cái này tùy duyên chị ơi. Bao nhiêu lâu nữa, nếu mà hợp duyên thì bao nhiêu lâu nữa thì cưới? Chắc cũng phải vài 3 năm. Mẫu người yêu của bác sĩ là như thế nào? Đừng có ghen quá. Biết thông cảm. Và biết lắng nghe. Về ngoại hình có cái chuẩn mực giống ai không? Dạ, chỉ cần dễ nhìn là được rồi chị. Dễ nhìn thôi ha. Dạ. Không có đòi hỏi mập ốm cao to gì hết trơn đúng không? Đừng mập giống chị. Trời đất ơi. Gì vậy? Em chọc chị không có. Cái điểm nào bạn không thích ở người phụ nữ? Nói quá nhiều. Rồi chắc ghen giống tôi quá đúng nhiều. Cái đó em không có nói, chị nói mà. Bởi gì nữa? Không có sự tin tưởng. Rồi bác sĩ thì cũng khó tính lắm nè, kỹ tính lắm nè. Dạ. Ôi. Hơi căng đó nha. Bác sĩ thầy dạy nữa mà. Dạy học trò nhiều hỏi lắm á. Hỏi để tự bác sĩ hỏi, tự sơ kiểm tra. Kéo mang lên. Được. Là một người đàn ông có thể tin cậy được. Dựa dẫm được. Người đã dạy cho biết bao nhiêu sinh viên mà. Rất là bản lĩnh. Chỉ quan trọng là trước ánh mắt của người phụ nữ thì người ta có lung lay hay không thôi. Có rung động hay không thôi. 2 phút chào dành bạn. Cho hai bạn. Bắt đầu. Dạ chào bạn. Bạn thấy mình sao? Nghe qua giọng nói thì em nghĩ anh là người rất là cỡ phải ngang anh Quyền Linh. Dạ. Giọng khá là cứng cỏi. Nhưng mặt anh có giống anh Quyền Linh không? Dạ, trẻ hơn rất nhiều. Trẻ hơn rất nhiều, mừng quá. Em có chấp nhận một cô người yêu mà rất là thích du lịch và bay nhảy và hơi bốc đồng đúng không? Mình cũng thích du lịch lắm, mình cũng hay đi. Nhưng mà bốc đồng, nhưng mà tùy cái chuyện bất đồng mà chuyện gì thì nó hơi vô lý hay là nó có lý. Nghĩa là thường hay làm theo sở thích, khi thích là mình sẽ làm. Nhưng mà sở thích đó trong khả năng của mình. Tất nhiên là trong khả năng rồi. Vậy thì được. Bốc đồng quá mà ngoài khả năng của mình thì nó hơi Như thế nào ngoài khả năng ấy? Ví dụ mình có thể nhảy chiều cao 10m, 5m. Nhưng mà mình bốc đồng quá mình thôi nhảy 10m. Thì như vậy nó hơi quá khả năng. Bây giờ thấy có hợp có đúng cái mẫu người mà mình mong muốn không? Bác sĩ thấy sao? Em cũng chưa biết nữa.
Chứ mình đi đến chương trình mình phải hình dung ra mình muốn tìm một cái người bạn gái mình như thế nào chứ. Thì bây giờ mình thấy cô ấy thì cái nhìn đầu tiên mình cảm nhận như thế nào? Thì thật ra nhìn bạn bề ngoài vậy nhưng mà theo em cảm nhận là bạn rất là cứng. Cứng trong cái giao tiếp, trong công việc cũng như là cách đối xử. Và có lẽ là bạn cũng khá là quyết đoán đúng không? Mình cũng là một người rất là quyết đoán nên mình cũng thích người quyết đoán lắm. Nhưng mà không phải độc đoán nha. Chắc không? Chắc. Tức là mình rất là quyết đoán, tuy nhiên là biết nghe. Còn em thì sao? Em thấy anh đó có giống mẫu người mà em muốn tìm kiếm không? Em thích người mập một tí. Mập thì nó dễ lắm, ốm mới khó. Anh đưa mấy hồi đúng không? Đúng rồi. Hết thời gian. Chúng ta chỉ có 2 phút thôi. Xin mời hai bạn, chúng ta để tay vào nút bấm. Chọn đèn hay là không chọn? Nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút. Và không đồng ý thì không nhấn nút. Hãy suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, xin mời bạn. Xin hỏi là tại sao bác sĩ lại không đồng ý nhấn nút chọn bạn gái? Tại vì cái cảm nhận của em nó chưa đủ. Có thể là bước đầu thôi. Người ta nói là có thể là bạn sửa cái đầu nang, rồi sau đó mình có thể tìm hiểu tiếp, chứ không phải là nhất thiết phải quyết định nhanh như vậy. Mà có phải là vì bạn nữ chê bạn là... Không phải chị gầy đâu. Không phải vậy hả? Dạ, từ xưa em như vậy rồi, cho nên người ta chê em gầy tức là khen em. Thế còn bạn thì sao? Tại sao bạn thấy người này chưa đúng cái chuẩn của bạn mà bạn vẫn chọn? Bởi em nghĩ em là người lịch sự mà. Bởi em đến chương trình thì em xác định em luôn sẽ luôn bấm nút. Bởi vì luôn tôn trọng người đối phương. Bạn nói nếu bạn là người lịch sự vẫn chưa đúng như vậy. Bởi chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ, đây không phải là lịch sự hay là không lịch sự. Nếu chúng ta đồng ý và chúng ta thấy thuận lợi hợp với mình mới bấm. Còn không lẽ bạn cứ gặp ai cũng bấm như vậy thì cũng... Bởi vì em không biết được, có khi là mới lần đầu gặp gỡ làm sao biết được là... Sân chơi này không phải là chúng ta bấm nút mới lịch sự, không bấm là không lịch sự. Mà đây là ta tìm một cái người bạn trai cho mình, đây là hẹn hò mà. Đúng rồi, mình biết hẹn hò. Bởi vì em muốn tạo điều kiện tối đa cho hai người. Tôi chỉ muốn giải thích cái chuyện là lịch sự hay không lịch sự thôi. Còn cái chuyện để nó rõ ràng chuyện đó ha. Nếu không thì người ta sẽ hiểu lầm anh bác sĩ này không lịch sự. Còn cái chuyện mà chọn nhau không chọn nhau đó là cái quyền của mỗi người, cái cảm nhận của mỗi người. Nhưng mà dù cho các bạn có chọn nhau hay không đi chăng nữa thì cũng cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Và ít ra thì mình cũng có một trải nghiệm. Từ nãy giờ là cả hai đều có những trải nghiệm. Và Tường cũng tin rằng những trải nghiệm này rất là khó quên. Và nó có thể đi theo mình trong suốt thời gian sau này khi mà mình muốn tìm kiếm một cái người bạn đời của mình. Và tôi xin nhắc lại tất cả các bạn tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, đây là cái bản lĩnh của các bạn. Chọn hay không bà chọn, chứ không phải vì lên đây mà chúng ta vì lịch sự không lịch sự, hay là chúng ta vì cái điều gì đó mà chúng ta không muốn nhưng ta vẫn bấm nút, như vậy là không đúng. Tiêu chí tôi không làm điều đó. Có thể chúng ta không bấm nhưng ta vẫn là những người bạn với nhau. Dạ, đúng. Chứ không phải là chúng ta bấm để vừa lòng hay là sợ người khác buồn gì, không phải như vậy. Ok. Một lần nữa cũng cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn chị Cát Tường. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Dopamine đã đồng hành với chương trình. Còn bây giờ thì Cát Tường, Quỳ Linh và cặp đôi ngày hôm nay cũng như tất cả mọi người thực hiện chương trình xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.